chào mọi người nha, lại là em đây. Em tên Thảo thì em bán khẩu trang rất là nhiều loại luôn, 3D nè, 4D, 5D. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người mẫu khẩu trang 6D của Phương Tiến nha, mới ra nha mọi người. Đây là một mẫu mới nữa. Thì như mọi người biết là tình hình dịch bệnh thì hiện tại khẩu trang là không thể thiếu đối với bất kỳ một ai, cho nên là em nghĩ nhu cầu của mọi người cũng khá là cao. Mà cái kiểu 6D này cũng đẹp nè. Của Phương Tiến thì mọi người biết rồi, nó rất là chuẩn luôn ha mọi người ha. Rồi, hàng của công ty Phương Tiến rất là chuẩn. Cái khẩu trang này có 4 lớp nha. Ở đây, mấy hình mình mọi người thấy cái hộp không? Nó dán cái tem lại nè, em mở ra mọi người xem. Ở bên trong thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái bao đựng 10 cái như thế này. Dạ vâng, thì cái khẩu trang này có 10 cái, giá 25.000 một hộp thôi. Ở đây em bán giá 25.000 thôi nha mọi người. Cái này á, cái chất lượng á, thì nó sẽ tương đương với lại N95. Nhưng mà về cái kiểu mẫu á thì nó khác thôi, nhưng mà về chất lượng thì cũng rất là đạt chuẩn, tương đương với N95 nha mọi người. Rồi em mở ra và em đeo thử cho mọi người để lên form như thế nào mọi người dễ hình dung ra nha. Để nhiều khi nói họng mọi người chưa có thể hình dung ra nó như thế nào. Vài bữa em sẽ có một cái chiếc clip về khẩu trang 3D như thế nào, 4D như thế nào và 5D như thế nào ha. Và hôm nay là 6D nữa, em bán nhiều loại lắm chứ, và lại giá cả nhiều khi nó có chênh lệch lên xuống nha mọi người. Đó, em bóp cái thanh đẹp mũi nè, vô cho nó thích nè. Đó, em chỉnh cái khẩu trang ha. Rồi, bao kính luôn, khít khuôn mặt luôn. Nè mọi người nhìn nè, nhìn cái phần này. Đó, nó cũng mô nha nha mọi người, nói chuyện rất là dễ luôn. Để một hồi em lột cái khẩu trang ra xem mọi người xem có dính son môi không nha. Tại vì em đang thoa son, cái này rất là thích hợp với chị em phụ nữ và bác nam nữ đều dùng được. Em thấy là các bạn trai cũng đeo mẫu này rất là nhiều ạ. Thì ở đây em ship từ 4 hộp, giá 25.000 một hộp. Em ở Tiền Giang thì cho em xin phí ship là 25.000 nha. Em gửi hàng bên G&T ạ. Dạ rồi, nó rất là khích nha mọi người. Nó không có bị tuột hay bị lỏng gì hết. Mà cái quai đeo này co giãn nè. Em ở đây thì em có gương mặt hơi nhỏ nhắn một xíu, cho nên là mấy bạn nào mà ví dụ như gương mặt to đeo cũng rất là ok nha. Quai đeo chắc chắn, hàng này thì mọi người yên tâm ạ. 4 lớp quai đeo chắc. Và cái mọi người, cái bề mặt của cái khẩu trang, đặc biệt cái bề mặt của cái khẩu trang này nó sẽ không có bị sừ lông, nó rất là đẹp luôn. Mà bạn nào có nhu cầu mà mua hàng hoặc là xem hàng, xem ảnh á, thì các bạn Zalo với em đi, em gửi ảnh cận luôn, ảnh thật mà em chụp tại shop cho mọi người xem nha. Đây mọi người, cái khẩu trang nè, mọi người xem cái chất giùm em nha. Chỗ rất là lạ và nó không có sừ lông mà nó rất là chuẩn luôn á. Em cảm thấy khá là ok nè. Rồi đây em có đánh son môi mà em lột ra cái khẩu trang nè, không có dính son nha mọi người, không có dính son luôn, đặc biệt đeo rất là ok, không dính son môi. Thì 25.000 một hộp thôi, bạn nào có mua hàng thì các bạn Zalo với em nha, số điện thoại 0387728778. Nhớ là nhắn tin cho em liền, đừng đợi em chấp nhận nha, tại Zalo của em bị full đó, mọi người thông cảm. Ví dụ mọi người muốn coi mẫu 3D, 4D, 5D, 6D, N95 cho bé, cho người lớn gì thì cứ liên hệ với em. Em có hết, có tất tần tật luôn. Rồi, xin chào mọi người đã theo dõi video của em và thời gian qua đã mua ủng hộ em. Xin tạm biệt.